xin kính chào các bác tôi là phòng ngọc tinh hôm nay xin được hầu chuyện với các bác liên quan đến một cái quý vật vua gia khánh ban cho vua gia long ở trên màn hình như các bác thấy là hình ảnh được chụp màn hình từ google bên trái là hình ảnh vua gia khánh còn bên phải là vua gia long của chúng ta và giữa đó chính là cái quý vật mà được vua Gia Khánh ban cho vua Gia Long theo như mô tả của chủ nhân chiếc tô là một nhà sưu tầm ở trong nước thì trước tiên để trao đổi các khía cạnh của cái tô này thì tôi xin mời các bác chúng ta hãy cùng xem cái mô tả của chủ nhân cái tô này như thế nào ở đây là tôi để trong ngoặc kép và tôi chụp màn hình lại cái đoạn mô tả có nghĩa là trích nguyên văn đấy các bác bây giờ tôi xin đọc lại với các bác và chúng ta cùng nhau xem xét nhé Vua Giao Long là người mở đầu Vương Triều Nguyễn. Ông lên ngôi năm 1802. Đến năm 1804, liền sai sứ sang xin Triều Thanh phong ấn. Vua Gia Khánh ban ấn mang dòng chữ Hán Việt Nam Quốc Vương ấy. Các triều trước là An Nam Quốc Vương. Và tô sứ chấp thập tứ sớ răn vua. Ấn tô được truyền sang các thế hệ con cháu kế vị sau về sau Đến nửa sau thế kỷ 19, Việt Nam buộc phải chịu sự bảo hộ của thực dân Pháp cậy mạnh xâm lược lên đất nước, thì số phận của chiếc ấn này phải được định đoạt trở lại theo ý muốn của đàn anh mới. Thế là đúng chẵn 80 năm, sau 1804-1884, chiếc ấn phong vương của Thanh Triều đã bị tiêu hủy đi để chịu một sự thần phục khác thay thế vào, đó là Thiên Triều Đại Pháp. Tuy nhiên, tô sứ đan vua là quả bang giao của vua gia khánh dành cho vua gia long thì vẫn còn, tức là cái tô mà của cái nhà sưu tầm trong nước mà ta chúng ta vừa nhìn thấy ở trên đấy. À, tóm lại thì qua cái phần mô tả này thì các bác nhớ là năm 1804 thì vua gia long có cử sứ thần sang xin triều thanh xin phong phong ấn phong vương ấy, thì khi mà sứ thần sang thì vua Gia Khánh ban cho không những chỉ ấn không mà còn thêm một cái tô sứ chép thập tứ sớ, răn vua, tức là 14 điều dân vua. Vậy thì ai dân ai? Thì đây chính là 14 điều dân của ngụy Trưng, một trung thần đời vua đường Thái Tông, tức là đời nhà đường. Ấy. À, những cái lời lẽ trong điều dân này rất là thẳng thắn và rất hữu ích cho một vị vua trong việc cai trị, cai trị đất nước. Thế thì nhân nói tái không 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 xin bàn đến cái ấn mà bây giờ chúng ta chỉ bàn đến cái tô này thôi. Thì về cái dòng tô sứ ký kiểu mà thập tứ sớ này này, tức là 14 điều dân của Ngụy Trưng ấy. Thì ở Việt Nam chúng ta hiện nay về đồ ký kiểu thì còn khoảng theo như tôi được biết còn không nhiều lắm. Có lẽ đến trên đầu ngón tay thôi. Vừa vừa các bảo tàng nhà nước vừa tư nhân. Đang sở hữu Và phần lớn như tôi được biết là hiệu đề của nó Là hiệu đề giáp tí niên chế Tức là tương đương với năm sứ thần sang Năm 1804 Và hiệu đề chữ nhật Tôi được biết ở nhà một nhà sưu tầm người Huế Cũng có một cái tô thập tứ sớ Với hiệu đề chữ nhật Nhưng tô này thì có mấy điểm đặc biệt Đặc biệt như sau Hai điểm đặc biệt sau đây Thứ nhất là hiệu đề Không phải là giáp tí niên chế Hoặc chữ nhật mà hiệu đề gia khánh niên chế bốn chữ đó cái thứ hai đây không phải đồ ký kiểu mà là đồ do chính vua gia khánh ban tặng cho vua gia long như vậy đây có thể nói là cái món món này là một cái món còn ý nghĩa lịch sử và độ quý hiếm nó còn trên cả những cái món đồ ký kiểu ừ. Và đương nhiên đã là đồ vua Gia Khánh ban tặng vua Gia Long Thì vua Gia Long thì thời điểm đó thì ta có coi như là tương đương Tạm coi nhé Với một vị quan tương đương cấp tỉnh ở nhà Thanh thời đó đi Thế thì Rõ ràng đây là một đồ của triều đình Và rõ ràng nó phải là một sản phẩm của lò ngự Tôi nói là lò ngự chứ không phải là đồ ngự dụng nhé Tức là đồ của cung đình Chứ không phải đồ đồ ngự dụng ừ. Và đương nhiên nó sản phẩm ngự dụng và đã là đồ của cung đình thì chất lượng nó phải tương xứng và bây giờ chúng ta hãy bàn xem xem mà cái chất lượng của cái tô cụ thể này như thế nào và nó có đạt đến cái niên đại là năm tạo tác là 1804 hay không đó thì mời các bác ta hãy xem xét về để trước khi đi vào xem xét thì mời các bác nhìn thêm hai góc chụp khác đây các bác hãy nhìn kỹ hiệu đề này nước men này nét chữ này màu lam trôn đế Đấy, hai góc chụp khác nhau sau đó bây giờ mời các bác ta hãy so sánh với một cái món của tôi cái món của tôi ở đây là bên trái này chính là nắp của một cái bát úp để tiện cho các bác có một cái hệ quy chiếu so sánh thì tôi xin nói như này thứ nhất là về niên đại thì cái món của tôi tôi xác định nó chỉ vào đời quang tự thôi tức là cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 mươi Uh, con và nó cũng không phải đồ cao cấp mà nó là đồ ký kiểu nhưng mà do qua lại các địa phương hoặc là giới nhà giàu người ta đặt và người ta mua thì hay ta nó gọi cái khác là của giới thượng lưu nhưng không phải đồ ký kiểu cao cấp đấy Thì các bác nhớ tôi như vậy để chúng ta có một hệ quy chiếu và dễ thảo luận với nhau như vậy thì cái tô bên phải khoan hãy nói về nước men Khoan hãy nói về độ chìm của màu lam. Các bác hãy thử cảm nhận nói chung. Các bác thấy là nét chữ nó có đẹp hơn cái món bên bên trái hay không? Mặc dù món bên trái là đồ ký kiểu nhưng không phải đồ cao cấp. Các bác thấy có đẹp hơn không? Còn liệu, liệu đây có thể là đồ cung đình được hay không? Cái nét chữ như thế này. Còn nó có đều nét không không? Nó có mềm mại hay có nét phiêu hay không? Có chuẩn chỉ hay không? Ừ. các bác tự thảo luận là lấy và tự cảm nhận là lấy tôi xin không bàn luận thêm để cái này thì để các bác tự cảm nhận không cần so sánh gì là đồ xa hãy so sánh ngay món bên trái của tôi một cái món đồ ký kiểu không phải đồ cao cấp nha yeah. để các bác tự cảm nhận là lấy sau khi các bác tự có câu hỏi cho riêng mình về mặt nét chữ liệu có đạt đến độ cổ đồ cung đình hay không các bác chắc mỗi người đều có một câu trả lời của riêng mình Thì giờ mời các bác tại xem Xem cái nước men đây này Nó ngả màu xanh Như kiểu màu xanh trứng diệt này Nhưng đây có phải là nước men của một món đồ 219 năm hay không? 219 tuổi hay không? Tức là 1804 Đến 2023 phải không ạ? Đó liệu có món đồ hơn hai thế kỷ đây không nước men này và độ chìm của màu lam mời các bác ta cùng nhìn xem là bên nào cái màu lam nó tươi hơn bên nào nó không có sự phai nhạt màu theo năm tháng các bác tự cảm nhận lấy về nước men tuổi của men nó như thế nào các bác tự cảm nhận lấy về cái nét tươi mới của màu màu lam và các bác tự cảm nhận lấy tự đặt câu hỏi đấy tôi xin phép mà không đưa câu trả lời của đưa chính kiến của tôi mà tôi chỉ là đưa gợi ý để các bác tự tự trả lời lấy câu hỏi của riêng mình à, câu trả, cho cho mỗi người có một câu trả lời cho riêng mình và để thuyết phục hơn mời các bác tái tham khảo một cái món chính là một cái khay được đấu giá bởi Sotheby's và được nhà đấu giá này mô tả là một cái khay mà nó viết một cái bài thơ trên cái khay trà ấy. và đây là trong phần mô tả người ta nói rõ là tác giả của bài thơ này chính là vua gia khánh và niên đại của cái khay này cũng được xác định vào đời gia khánh có hiệu đề và trùng với niên đại giá bán là 450.000 đô hồng kông một đô hồng kông bây giờ tương đương khoảng 3.000 đồng tiền việt bốn ba mười hai ba năm mười năm như vậy là 1 tỷ 350 triệu đồng tiền Việt phải không ạ? Đó Cho cái, 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 cái khay này Và bây giờ để Vừa so sánh và vừa có nhìn trực quan hơn Thì chúng ta nhìn hình ảnh phóng to hơn Đây Qua nhìn các cái màu lam này, này Ở họa tiết này Các nét chuẩn chỉ này Chúng ta thấy đây rõ ràng là đồ cao cấp rồi đồ cung đình tôi phải khẳng định nó là đồ ít nhất đồ cung đình tôi không nói đồ ngữ dũng mà tôi nói đồ cung đình cộng thêm bài thơ lại là tác giả chính là vua gia khánh về nét chữ thì xin khỏi phải bàn phải không ạ các bác tự so sánh lấy và liệu có ai đó nói là cả hai cái món bên trái bên phải này đều là đồ cung đình cái nét chữ này đều là nét chữ của đồ cung đình các bác có tin không đó đây các bạn hãy nhìn nét chữ này nét này và thôi đủ thứ các bạn hãy tự nhìn là lấy còn bên này thì thôi tôi khỏi phải nói rồi ai cũng có thể nhận ra một cách dễ dàng một điểm lưu ý hơn nữa lại lặp lại các bạn hãy nhìn thấy cái độ chìm độ phai nhạt của màu lam các thấy này bên này này có độ chìm, độ phai nhạt của màu sắc, màu lam. Đó. Nó có dấu ấn thời gian rất rõ. Còn bên này thì sao? Các bác tự trả lời lấy. Một lần nữa lại nhìn cái nước men. Các bác thấy đây có phải nước men của đồ hơn hai thế kỷ hay không? Mà và để minh họa rõ nét hơn thì mời các bạn lại tham khảo một cái món đời gia khánh nữa đó chính là một cái tô một cái bát được đấu giá bởi Bonhams và theo tôi thì cái bài thơ ở đây trên cái bát này cũng chính là cái bài thơ ghi trên cái khay vừa nãy. Và đồng nghĩa là tác giả cũng là vua Gia Khánh. Và theo cái dấu hiệu nào đó ở đây người ta xác định được luôn là năm sản xuất chính xác là 1797 tức là năm thứ hai thời kỳ trì vị của vua Gia Khánh. Vua Gia Khánh lên ngôi năm 1796 phải không ạ? Giá bán của cái tô này là 437.500 đô Hồng Kông. À vừa nãy cái khay vừa nãy là 450.000 thì khoảng 1 tỷ 350 triệu. Thì cái này là 437.500. Thì tôi cứ cho là sắp xỉ 1,3 tỷ đồng đi. Tức là 1 tỷ 300 triệu phải không ạ? Đó. Đấy, một lần nữa các bác lại nhìn thấy cái nét đẳng cấp quen thuộc của nét chữ này. Độ chìm của màu nam phải không ạ? Nhưng rõ hơn thì chúng ta hình phóng to hơn để so sánh trực diện này. Đây là hình phóng to hơn. Các bác nhìn này. Cái độ phai nhạt của màu sắc này. Nét chìm của màu lam này. Chất lượng của màu lam này. Đó. Để so sánh giữa hai nơi. Tất cả các tiêu chí như vừa nãy. Tuổi men. Về độ chìm của màu lam. Về nét chữ. Đó. Nạp đi nạp lại. Các bác cứ nhìn đi và nó sẽ trả lời cho các bác tự trả lời lấy nhá tôi xin không nói gì thêm và để có sức nặng nữa các bác hãy tham khảo với một cái món thập tứ sớ đồ ký kiểu xem là cái đồ ban tặng và đồ ký kiểu nó có giống nhau hay không bên phải của tôi là một cái tô hiệu đề giáp tí niên chế tức là năm 1804 và khỏi phải bàn các bác hãy nhìn men này, nhìn màu lam, nhìn nét chữ. Các bác có cảm nhận được cái hồn của cổ vật hay không ở món bên phải? Màu lam nó có sự phai nhạt hay không? Nét chữ nó có đều hay không? Có ổn định hay không? Và màu lam nó có độ chìm hay không? Nước men có màu thời gian hay không? Các bác tự trả lời lấy nhá. Và so sánh đối chiếu giữa hai bên. Ở à đây, chỗ này này, dòng cột này này nó sẽ trùng với cột bên này. đó và đây các bác hãy nhìn cái chữ này này. Đây này với cái chữ này này. các bác hãy nhìn này. Đó. cùng một chữ và hai hai cách viết vào ạ còn đây này cái nét một lần nữa các bác nhìn lại cái nét này. này. cũng như các yếu tố đậm nhạt trên các chữ và nó tóm lại là các bác tự nhận xét nó lấy kể cả cái độ chìm của màu lam ở hai món cái sự ngả màu của nước men cả hai món bác tự so sánh và tự cảm nhận nó lấy và cuối cùng thì mời các bác tham khảo thêm một món nữa cũng thập tứ sớ đồ ký kiểu cái này thì tôi chụp màn hình từ facebook của một tác giả nghiên cứu về gốm sứ khá nổi tiếng là một việt kiều đang sống ở pháp à, tên là philip trương tôi chụp trên màn hình trên Facebook của của anh Philip Trương một cái tô cũng có hiệu đề giáp tý niên chế và thôi ai chơi cổ ngoạn thì cũng đều nhận ra cái màu thời gian trên tất cả các yếu tố nước men nét chữ màu lam phải không ạ đều nhận ra đồ chuẩn thật đây rồi và bây giờ so sánh trực quan thì sao Ừ, các bác tự so sánh và tự đánh giá lấy nhá. Mà tôi xin uh, không cần phải nói gì thêm. Và từ đầu đến cuối quan điểm của tôi là phần này là tôi chỉ mang tính chất là đưa các hình ảnh lên để cho các bác thảo luận và đưa ra ý kiến, còn tôi không đưa ra chính kiến của mình. Các bác tự cảm nhận lấy. Và sau những cái phần trình bày, cái phần nêu vấn đề mà tôi gợi ý cho các bác thì các bác có tự cảm nhận xem xem một cái tô này Nó khoảng bao nhiêu tuổi Nó có chuẩn đồ của cung đình Và nó có đáng được làm một món quà tặng Của Vua Gia Khánh ban Nhiêu Vua Gia Long hay không Thì các bác hãy tự cảm nhận lấy Và tôi xin uh, gửi lời cảm ơn Các bác đã còn theo dõi à, Xin kính chúc các bác sức khỏe Và sưu tầm được nhiều món quý và đẹp 拜拜。Bye bye.